tá bom, igual para... Não está até queimar. Olha, eu meti na minha mão, tá no querer, né? Chào tất cả các bạn, tôi là Alexandra. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony Phong Cuộc Sống Châu Phi. Bây giờ là mình với bạn Sandra là ra vườn đi hái su hào. Ngày hôm nay là mình sẽ ra chợ rừng để bán các bạn. Hôm qua thì là ra bán thì thấy cũng có khách mua. Thì hôm nay là mình hôm nay nhổ số lượng nhiều hơn. Hôm qua là chỉ có 20 củ thôi. Hôm nay là số lượng này chắc là cũng phải đến 3-40 củ hoặc 50 củ đấy. Bây giờ bạn Sandra sẽ ra cái phần trước này. Số lượng ngày hôm qua thì mình cầm 20 củ đi bán thì cũng đã hết, mà trong khoảng tầm 15-20 phút đã hết rồi. Người khách hàng người ta ăn thử, khách hàng ăn thử thấy ngon cái là người ta mua ngay. Còn hôm nay thì là chắc là nhiều khách hàng mới thì không biết là sẽ như thế nào. Các bạn theo dõi tiếp video để biết được hành trình của bạn Sandra đi bán su hào. Hôm nay mình cầm đi số lượng nhiều một chút. Nếu mà có ế thì lại mang về để các bạn ăn. Các bạn ấy không phải ra vườn để nhổ vài lửa. Cứ ế bao nhiêu là các bạn ấy ăn bữa tối. Bây giờ là mình đang có mặt tại chợ rồi các bạn. Ở đây thì là trong một cửa hàng nhỏ nhỏ. Gian hàng này thì người dân thường sẽ làm tạm bỡ này thôi, làm như này để bán hàng ở đây. Ở đây thường là vào buổi tối là mọi người là chuyển về hết phố, không qua ở đây cả, nên là cửa hàng sẽ người ta mới làm bình thường này thôi. Làm ở đây thì là phải là chuyển qua với bác trưởng thôn, chắc chắn là sẽ phải trả tiền thuê đất rồi. Nhưng thuê đất thì chắc là chỉ vài trăm quan một tháng hoặc là một vài nghìn quan một năm. Còn ở đây thì các bạn ấy bán rượu các bạn nhé. Toàn bộ rượu này là rượu chuối các bạn. Ở đây là rượu chuối, ở đây bán 2.500-3.000 một chai một lít này. Còn bán trong cốc thì bán 200 một cốc. Thì ở đây có tất cả các loại cốc các bạn nhé. Cốc 500 quan, loại cốc 100 quan, loại cốc 200 quan là sẽ được đong vào cái chai nhỏ này các bạn ạ. Thường là sẽ đong được cái chai nhỏ này. Bây giờ thì bạn Sandra vẫn chưa Đây là một cái giới thiệu qua như vậy. Căn chắc căn nước đây là rượu. Bạn rượu ở đây ít bia lắm bạn. Bia nếu mà bia thì rất là đắt. Bia giờ 250-300 một chai. Mà bia thì là đắt nên là người ta sẽ uống rượu. Rượu thì rẻ hơn. Còn chanh thì các bạn chanh thì chanh rừng các bạn. Ở đây cũng bán thuốc lá các bạn nhé. Này ở đây bán thuốc lá, cái này là ở đây bán 50 quan một thiếu. Mình không biết là sẽ bán là bao nhiêu tiền một bao này. Bạn ấy đang bán hàng các bạn. Có khách mua là sẽ về đây lấy và bán. Khách hàng ta mua bao nhiêu tiền người ta bán bấy nhiêu. Đưa một miếng này là 100 quan này các bạn. 5 miếng là 500. Còn xong này là các bạn ấy để ở đây. Ở đây thì người dân cũng là dùng tương ớt các bạn. Đây là tương ớt rồi, đúng tương ớt rồi các bạn. Tương ớt ta đựng vào đây. Nấu cơm me. Tí nữa thì chắc là mình cũng phải nấu một ít các bạn, tại vì là vẫn còn nhiều khách hàng mới.
là người ta chưa biết được cái củ su hào nó ăn ngon như thế nào, thì là mình phải lấu một ít để bán hàng nó dễ hơn. Đây là sapo cù để phô nhé, xì lên bay xù mẹ tên xin. Depois Sandra fazer cozinha, peço comer tento. Tira tudo, papai vê. Số lượng rất là nhiều. Hôm nay là bạn Sandra là lấy gần 50 củ đi các bạn. Hôm qua thì 20 củ, còn hôm nay không biết là bán được hết chỗ su hào này không. Nếu mà bán hết được chỗ su hào này là được 4-5 nghìn quan đấy các bạn. Cả cả rau nữa thì cũng số lượng tiền thì sẽ nhiều hơn. Còn rất là nhiều khách hàng là vẫn đang hôm nay được nhìn thấy su hào các bạn, chưa biết là sẽ ăn như thế nào nên là người ta sẽ không dám mua. Tí nữa thì mình sẽ nấu qua để mọi người nếm thử ngon thì các bạn sẽ mua. Còn, bác này là bác hôm qua cũng đã mua từ lúc nào mà tiếp tục mua. Bác là tầm đến chục số. Bác đã kèn rau rất là lá rau đấy bạn. Ontem já nos ensinaram? Já. Ontem não pude. Assim era a gostosa. Maisinha. Então, que ontem não vai ser a mulher. É. Você que sempre falei para o papai, ontem não tive em casa. Agora, filha, tem que repor as folhas. Gostou? Banheira, mete as folhas. Gostou? Gostou? Repetiu? Não, gostei. Não sei. É tipo a Fernanda. O meu. Bác thích ăn lá không? Bác thích ăn cozinha. Sim, cozinha bom mesmo. Bây giờ mình sẽ nhờ một bạn ở đây, bạn bán hàng ở đây, là bạn ấy sẽ tách vỏ cái củ su hào ra. Tại vì ngày hôm qua là bạn ấy đã hai buổi là đã được nhìn thấy Sandra làm rồi, thì bạn ấy sẽ nấu được một người ăn thử. Người ta cũng muốn được ăn thử, người ta mới mua hàng các bạn. Hôm nay sẽ giới thiệu sản phẩm như vậy. Aqui com braço. Bạn ấy được nhìn bạn Sandra nấu các bạn nhé, thì bây giờ bạn ấy sẽ tự làm và tự tách lá, tự tách su hào xem là bạn ấy sẽ nấu như thế nào các bạn. Hôm nay thì mình có cầm cà chua này, hành này, tí muối thì mình có rồi này, tí mình mua một ít mỡ, ít dầu ăn thôi, ít tí mua thêm một ít dầu ăn để các bạn ấy xào. Mọi người đang đây giúp các bạn Sandra để bỏ rau các bạn. Toàn bộ là lá lơ, hôm nay là hai quy là đã cầm đi để bán các bạn. Còn lá để lại, một phần là lá để lại các bạn ấy ăn, còn một phần là mang về bán. Còn bên này là bạn đang giúp đỡ để thái su hào. Xin lỗi tôi bông. Đây bà ga. Đi com đi đủ.
nào cũng vậy đấy các bạn, ngày nào cũng vậy, là rất là nhiều người tò mò. Sắp sửa đến giờ mà các bạn ấy đi làm về đấy các bạn, và tất cả mọi người ở trong vườn tầm 2 giờ chiều rất là đông, rất là dễ bán. Các bạn ấy đang nhóm bếp các bạn, nhóm bếp su hào thì đã được làm xong rồi, và có cả một ít cà rốt nữa. Cà rốt thì mình lấy ở nhà Maria ra. Còn là bạn Sandra, bạn Sandra thì bạn ấy đang bán hàng mãi ngoài xa kia, bán lá rau trước, tại vì là củ thì là không biết là bạn có bán được không. Bạn củ, bạn cứ hướng dẫn người dân, bạn cứ hướng dẫn người dân để biết cách thái là có thể là bán được rồi. Nói chung là tin đồn cũng rất là nhanh đấy các bạn. Trong khu thành phố mình thì cũng không đông người lắm, nên là rất là nhiều người sẽ biết đến su hào. Còn địa điểm gần ở trên siêu thị ấy, là mấy hôm vừa rồi là mình cũng bạn mình chưa đi được. Các bạn ở trên đấy cũng đang chờ đợi để muốn mua mấy su hào để nấu ăn. Cái món lạ là các bạn ở đây là các bạn ấy quay và rất là đông các bạn. Trước khi là phi hành lên thì thơm, cả khu vực ở đây là ai cũng ngửi cái mùi thơm. Và tí các bạn sẽ quay trở đây rồi. Sai đặc gente. Há biết chú. Các bạn nghe chuẩn bị như kiểu là nhà có cỗ đấy các bạn, thì các bạn hãy quay vào rất là đông để xem là bạn San đã lấu như thế nào. Fica frente e fica atrás. Fica atrás não falar barulho. Eu quero estar com você. Vai controlar. Já tá bom. Tá pronto. Hành mùi thơm lắm đấy các bạn. Thế là cũng lửa xoong đấy các bạn. Tàu hôm nay tàu như vậy thì chắc là các bạn lớn là sẽ đủ. Cái món này thì mình xào như vậy là chỉ để các bạn nếm thử, để các bạn ăn cái ngon thì các bạn sẽ mua hàng của mình các bạn ạ. Ok, so espera.
pronto, come a prova. Mọi người là đang hóng, đang chờ đợi, mà chờ đợi món này chín xong là mọi người, các bạn ấy sẽ ăn thử. Ở đây thì cứ nghe tiếng nhạc là người dân ta sẽ nhảy múa đấy các bạn. Hiện tại là các bạn ấy cũng đã nấu xong, bây giờ mọi người sẽ ăn thử. Ê, giá prova để phôi bông come á, come giá để phôi comra. Tá bom, igual para... Não tá te queimar. Pro sura. Não, não é por cima. Não tá te queimar. Có một bác là bác ấy muốn mua nhưng mà bác phải ăn thử trước. Bác ấy đang có một cái tính đen như vậy. Ở đây bác nữa. Tá bom. Hôm nay mày, số lê bông. À, xin dán cho lê bông. Vậy tên nó mọc là thế? Esco vì bông luôn đai về đê mà cà bè xa đi qua a kí sơ về đê xanh xinh quen ta tên kia bà xampo đã xanh xinh quen ta đã bà xô đê todo mundo va bà xa la te comprar no toque cho usted me te un precio xin ha qua no sơ đê xanh đê xanh xinh quen ta đi zen tu đê pé xin sim. Você vai ver que eu estou sim, sim. Olha, eu meti na minha mão, tá bom? Tá bom. Okay. Wait, tá... mọi người khen là thử cửa hàng xào lên ăn rất là ngon đấy các bạn. Nhưng mà mỗi người chỉ lấy một ít thôi các bạn. Tá bom mai. Com ra mui, lấy vào mui túa. Lấy vào mui túa. Lấy vào com ra mui túa. Ok. Không ra mua tù discount từ cứ ai mua nhiều thì mình sẽ lại giảm giá tặng các bạn, vừa mua vừa tặng. Sẽ thích con mù mày máu trai cho ta mày mẹ tên mẹ salada salada ấy xin đâu để giá đất của gì nhá. Như các bạn mặc áo mà lâu rồi là bạn ấy ăn hai lần rồi nên là bạn nên lấy nhiều một chút để tí về ăn với cô nữa. Hola, eso es que está con pan. Ya te buen, se ocupa con pan. Poca suerte, mano. Sí. Estamos teniendo que se quede, ¿no? Check, check. É, moça, me meta já que o meu pan nem comer com a Rebeca, não tem pra mim. Sim, vem pra te. Nên là mọi người là ai cũng được thử các bạn ạ. Thử thì người ta ở đây cũng có các bạn bán sinh ra xây. Các bạn đang bảo là có hai người. Các bạn thử là các bạn sẽ lại giới thiệu sản phẩm cho mình, nông sản cho mình. Các bạn sẽ giới thiệu nông sản cho mình nếu khách hàng đến mua. Các bạn sẽ nói là ăn cái này rất là ngon nên là người ta nhiều người ta nói là ngon thì là sẽ người ta sẽ, khách hàng sẽ mua. À, si cada quem é quando jovem. 150. De 100, aquele que eu meti aqui na minha mão é de quanto? De 150. Não, aquele é de 100. Não, aquele... esse aqui é só para provar. É só para provar? Não, é só para provar, depois vai para comprar cru. Ah, não, por isso que eu perguntei. Não, eu pensei. Porque eu meti na minha mão. Aquele é só um para provar. Tem, sim, provar só. Então pega mais uma embalagem para mim. Mete na minha embalagem. Desculpa, desculpa. Ok, ok. Ui, eu preciso meter na minha embalagem. À, ngoài kia là có nhà các bạn nên là mình phải đứng cái quạt trong này một chút để xa cái tiếng nhạc ra, tại vì là người ta đang uống rượu ngoài kia mà người ta muốn nghe nhạc nên là không thể bảo người ta để nhà kia một là mình cũng phải tôn trọng người ta các bạn. Já viu assim? Cái này cũng có người là lấy một hai lượt rồi, ai cũng được lên thử đi các bạn. Ok. Não, te falaram para provar. Tá bom. Te falaram para você provar. Eles já comem, às vezes já comem. Você tem dúvida, falaram que não, é provar, o dono não está provar para quê?
Olá, a dona essa aqui está para o pai. Né? Oi. Né? Ai, dona, eu... Já... Esse... A dona, não é seu filho. Diga. Moça, me dá só mais um bocado. Quem? Tá bom. Comer bem. Ok, gostei. Tá bom. Ok. Gostou do René? Eu não vou comer, eu também quero. Mas também nós temos que ver o tipo. Tem um tipo de fruta aí que é aquele que está. Lô, Rabi, do acabar. É quando? Até falar para acabar. Toma, não diga para mim. Mete tudo, vou te pagar 300, pá. Olha a cabeça. Se a cabeça leva mais que isso que está na panela. Mete. É o cliente da Gostei, hein? Nên lứa là sẽ mua 300 quan đấy các bạn, là hai củ su hào. Cuối cùng là cũng đã hết các bạn nhé, các bạn cũng đang thử xong. Còn bây giờ mình cũng sẽ ra ngoài kia xem là bạn sang qua bạn bán hàng như thế nào. Thế là hết rồi các bạn. Quando fa cavo? Cosa ti come qualcuno? Ora come tu tipo arroz, fun, massa giunto le cucina. Cucina giunto. O pan también. Ora. Tu hào này ăn được rất là nhiều món ăn bánh mì này các bạn. Ở đây là người dân ăn bánh mì này, phun này, rồi là ăn mấy cơm nữa các bạn. Que prato típico, né? Esse é um prato. Tudo. Ah, tá me aprendendo dentro dele. Isso. Esse é o prato. Isso é o prato. Que prato é? Já acabou, olha, é. Olha a prova, só, mano. É repolho de verdade. Muito bom, muito bom. Còn đây là củ từ các bạn, củ đầu. Không biết là củ gì, cái là nhiều nơi là gọi, mình gọi là củ đầu. Nhà là ông bà mình hay gọi củ đầu, củ từ. Đây là những cái quả mà những cái củ mà nó nằm ở trên cái trà các bạn. Đây là mình hôm nay mình sẽ đi mua một ít về để trồng. Chắc là một cái đống này là phải là 500 quan đấy. Esiu no quero grande. À quero pequeno assim. Quem? Nene. Você vende? Eu quero comer só pequeno assim. Uma monte. Põe tudo grande, vou dar uma monte. Esse. Esse. Tem entender? Um monte se vender quanto? É 500. 500 leva uma. Essa aqui. Sim. Mình mua về trồng trong vườn mình thì mình cũng không rõ là có hay không. Mình sẽ đánh luống lên cẩn thận và cắm gian, làm gian để trồng thì cuối sang năm thì sẽ được thu hoạch đấy các bạn. Thì cháu là đang cất vào túi cho mình 500 quan một cái đống này. Tên tàu củ nâu tên. Ok. Eu levar 500. Tchau, tá aí, amém. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your till then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably
probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Blanda. Blanda. Isso daqui é pra quê? Vieram quando fazer esse tabuleiro? Esse tá bom. Esse tá bom aqui. Planta. É. Ok. Já? Já pronto. Dinheiro boa. Muito dinheiro. Mình giúp đỡ thì mình mua cầm về cho các bạn ở trang trại các bạn ăn một lửa, còn đâu là mình sẽ trồng một lúa nữa các bạn. Cái này thì trồng được quanh năm, còn ở bên này là quả dừa các bạn, ngay người dân bán chắc 100 quan một cái đống này sắn. Mandioca vende como? Mandioca como? Sí, eu compro uma. Sí, uma. Qua đây mình mua một ít sắn nữa các bạn. Chắc là không bán một củ thì mình mua một cái chỗ này, cả chỗ này. Mình về luộc ăn. Sắn này về luộc ăn đấy các bạn. Còn bây giờ bạn Sandra sẽ ở lại bạn hàng. Mình sẽ quay trở lại với trang trại. Sì, Un saco bien grande. Tá bom. Porque tá bom, não caiu. Tá bom. Tá bom. Dende, cada tem bué. Đây sẽ cất vào túi cho mình và mình sẽ trở về những trang trại các bạn. Còn thời lượng video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình sẽ công bố là hôm nay bạn Sandra sẽ bán được bao nhiêu vào những video tiếp theo. Ok, chào. Obrigado. Dạ, ai tên gì là? Pega agora, levanta para. Sim. Falta mais uma, saco.